Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, giáo dục nơi đây còn nhiều thách thức, tỷ lệ lao động qua đào tạo dù có nhiều cải thiện nhưng thấp hơn các vùng kinh tế khác và thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước. Để giáo dục và đào tạo miền Tây Nam Bộ không còn là vùng trũng, cần sự chung tay góp sức của tất cả các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân cùng chung tay ươm những hạt mầm tri thức trên đất chính rộng. Trong xu thế hội nhập và phát triển, đồng bằng sông Cửu Long đang là nơi được nhiều sinh viên quốc tế chọn đến để học tập và nghiên cứu khoa học. Các trường đại học trong vùng đã chú trọng công tác liên kết đào tạo với nước ngoài nhằm tăng cường sự hiểu biết về vùng đất con người miền Tây Nam Bộ, chung tay đào tạo những công dân toàn cầu có tri thức, giàu bản sắc văn hóa, vừa là cầu nối giúp thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia. Đứng chân tại địa phương có vị trí trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cửu Long có nhiều lợi thế trong công tác đào tạo sinh viên quốc tế. Đây là trường đại học duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long và là một trong số 20 cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài. Ngay từ năm học 2015-2016, Trường Đại học Cửu Long bắt đầu tiếp nhận những sinh viên nước ngoài đầu tiên. Gần 10 năm qua, đã có gần 700 sinh viên nước ngoài được nhận bằng cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ từ ngôi trường này. Hiện nay, Đại học Cửu Long đang đào tạo 32 ngành với gần 80 chuyên ngành hẹp khác nhau. Trong 10 năm qua thì sinh viên quốc tế đến học của trường khá đông, khá nhiều. Trong đó chủ yếu đến từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, một số nước khác, Ấn Độ, Sri Lanka, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Có rất nhiều ngành em lựa chọn và rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường. Nhìn chung, các em lựa chọn đồng đều, nhưng tập trung mạnh nhất cho khối Y và khối Dược. Khi nhập học, các sinh viên nước ngoài phải trải qua thời gian một năm học chương trình tiếng Việt. Kết thúc khóa học, nhà trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Những sinh viên được đánh giá đạt yêu cầu sẽ được nhận chứng chỉ và tham gia tiếp chương trình đào tạo đại học tại trường. Tôi rất thích tiếng Việt vì tôi rất thích Việt Nam. Tôi nên trường Đại học Cửu Long dạy tiếng Việt rất là tốt. Vì trước đây tôi đã học tiếng Việt online nhưng tôi không hiểu nhiều lắm. Nhưng nếu tôi đến trường Đại học Cửu Long, tôi có thể phát triển tiếng Việt của tôi có thể cải thiện nhiều hơn. Học phí không mắc lắm so với Hồ Chí Minh. Nếu đi thành phố Hồ Chí Minh, học phí rất là mắc. Cảm nhận riêng của mình á, thì đối với tiếng Việt so với người nước ngoài thì là điều đó là khó, mới đầu là rất khó. Tiếng Việt của mình có dấu thanh, thanh điệu là khó nhất nên các bạn phát âm khó. Nhưng mà thuận lợi ở đây là trường Đại học Cửu Long có trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài nên có cái phương pháp riêng để truyền đạt cho các bạn, cho nên trải qua một khóa học thì các bạn nắm bắt được tiếng Việt rất là tốt, đủ để theo học chương trình học ở Việt Nam này. Đây là một buổi học thực hành của các sinh viên ngành kỹ thuật xét nghiệm y học tại trường Đại học Cửu Long. Trong lớp có một sinh viên đến từ Lào. Sau hơn một năm hoàn thành chương trình học tiếng Việt, em đã có thể nghe và nói tiếng Việt ở mức độ cơ bản. Những tiết học như thế này càng giúp em rèn luyện ngôn ngữ, giao tiếp bên cạnh kiến thức chuyên môn. Các giảng viên và sinh viên Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ em kịp thời, nên việc học cũng thuận lợi hơn. Xin chào, em tên là Udomsap Kittikamon. Em sống ở Lào, ở Viên Thiên. Thầy cô là tốt, chỉ bạn em là không được gì. Cô sẽ nói lại cho người bạn bè là giúp em tốt lắm. Em không được gì cũng chỉ em có thời gian rồi là em sẽ học tiếng Việt.
đọc tiếng Việt thêm, tìm từ mới cái gì đó, tìm từ mới về học. Ngành dược học trường Đại học Cửu Long là địa chỉ được nhiều sinh viên nước ngoài đăng ký học tập. Trong lớp có nhiều sinh viên đến từ Lào, Campuchia, hiện đã bước sang năm thứ hai, nên các em có thể giao tiếp tốt với giảng viên và các bạn sinh viên Việt Nam. Quá trình học nhờ vậy được thuận lợi và hiệu quả hơn so với trước đây. Xin chào, sabadi. Em tên là Phimason Bunmi. Em là lưu học sinh Lào. Em từ Siêng Khoáng của nước Lào qua đây học. Qua đây học là trước thì em có học tiếng Việt trước. Rồi em là chuẩn vô ngành học thì là em học ngành dược sĩ. Là em học ngành dược sĩ là tại vì em là có sự yêu thích, và cái đó là lý do thứ nhất của em. Cái thứ hai thì là em muốn giúp đỡ nhân dân của đất nước của mình. Dược học là một trong những ngành có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường với mức thu nhập khá. Trong thời gian đào tạo 5 năm, các sinh viên được trang bị những kiến thức về khoa học cơ bản, kiến thức về dược học cơ sở và công nghệ y dược hiện đại. Sau khi tốt nghiệp, các em có đủ năng lực và kỹ năng chuyên môn để có thể xin được việc làm tại các đơn vị tuyển dụng. Khi mình em tốt nghiệp chắc là làm việc ở đây á, làm việc ở đây chứ tại đây có tiền lương. Rồi thì mình em chắc lắm được 2 năm thì về nước rồi mở nhà thuốc ở nước của em ạ. Trường đào tạo cái khối sức khỏe thì các cái lĩnh vực như điều dưỡng học, kỹ thuật xét nghiệm y học, hộ sinh thì đã ra trường rồi. Dược sĩ thì đến tháng 10 này mới ra trường, thì các em mới về nước về đào tạo 5 năm. Còn bác sĩ đa khoa chúng tôi đào tạo năm thứ nhất, 6 năm sau mới ra trường được, thì chưa biết thế nào. Nhưng khi sang Lào, Campuchia làm việc và tổ chức các cái phiên họp quốc tế giữa hai bộ giáo dục đào tạo ấy, chúng tôi có khảo sát đánh giá chung khoảng hơn 90% các em lưu sinh trở về nước đều việc làm ổn định ở lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là khối cận lâm sàng cho các bệnh viện phía bạn. Đối với sinh viên quốc tế, trường Đại học Cửu Long có nhiều chính sách hỗ trợ cũng như tạo điều kiện tốt nhất để các em học tập và sinh hoạt. Trong đó, các sinh viên đến từ Lào và Campuchia ngoài nhận học bổng còn được miễn học phí tiếng Việt. Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trường tạo điều kiện để các em làm thêm để trang trải chi phí học tập. Học sinh quốc tế đang học tại trường còn được hỗ trợ chỗ ở nội trú miễn phí với hệ thống phòng ốc khang trang tiện nghi. Trong khu nội trú còn có nhà bếp và nhà ăn để các em có thể tự nấu nướng các món ăn phù hợp khẩu vị của mình. Chúng tôi xác định trách nhiệm giúp bạn, tức là giúp mình. Cho đào tạo sinh viên Lào, Campuchia, trường rất chú ý giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, cái quan hệ gắn kết ba nước Đông Dương trong chống Pháp, chống Mỹ và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Trong các dịp lễ của bạn, lễ Quốc Khánh, các dịp lễ kỷ niệm khác, trường đều tổ chức chú đáo theo cái nhu cầu và theo cái đặc điểm bản sắc văn hóa dân tộc của bạn. Chính điều đó đã thu hút và hấp dẫn sinh viên nước ngoài, khi họ đến học rất đàng hoàng tử tế, khi ra trường về nước họ vẫn nhớ đến trường, vẫn liên hệ thường xuyên theo group sinh viên và theo nhóm các khoa. Cái đó chúng tôi cho rằng là thành công. Thành phố Cần Thơ là nơi tập trung nhiều trường đại học nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Trong đó, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là nơi đào tạo nhiều sinh viên quốc tế các chuyên ngành y dược học. Những năm qua, trường đã đào tạo ngắn hạn và dài hạn các chuyên ngành về khoa học sức khỏe cho nhiều sinh viên đến từ Hoa Kỳ, Chile, Anh, Bỉ, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Campuchia, vân vân. Trong đó, du học sinh đến từ Ấn Độ có số lượng đông đảo với khoảng 200 em đang học ngành bác sĩ y khoa tại trường. Chương trình học bác sĩ y khoa dành cho du học sinh quốc tế hoàn toàn bằng tiếng Anh, bao gồm 191 tín chỉ kéo dài trong 6 năm học, kết hợp thực hành lâm sàng tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái khóa đầu tiên của sinh viên Ấn Độ sang Việt Nam học cái chương trình dài hạn 6 năm, chương trình bác sĩ y đa khoa, thì bắt đầu từ niên học năm 2022-2023. Khóa thứ hai là năm 2023-2024. Và hiện tại bây giờ thì đang tuyển sinh cho khóa niên học 2024-2025. Với đội ngũ cán bộ, các thầy cô có đủ kinh nghiệm, chương trình thì đầy đủ và cơ sở vật chất thì cũng đảm bảo. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số cái thách thức. Thách thức thứ nhất là về nhân lực và cái phong tục tập quán của sinh viên Ấn Độ. Thì trường cũng có nhiều cái chính sách phòng công tác sinh viên và đoàn thanh niên và tất cả các cái phòng ban của trường, cán bộ của trường đều hỗ trợ sinh viên Ấn Độ, cử hẳn một cái đội sinh viên giỏi ngoại ngữ để giúp đỡ cho sinh viên Ấn Độ dễ dàng trong công việc học tập và trong các cái công việc mà hòa nhập với cộng đồng ở khu vực. Vì việc đào tạo thực hành cho sinh viên quốc tế, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã ký kết các hợp đồng nguyên tắc với các bệnh viện trên địa bàn. Cuối học kỳ 3, các em sẽ đi thực hành lâm sàng tại các bệnh viện. Tuy đã được trang bị các kiến thức cơ bản về kỹ năng y khoa, tiền lâm sàng, nhưng khi sinh viên nước ngoài thực hành tại các bệnh viện cũng gặp ít nhiều khó khăn trong giao tiếp. Không tránh khỏi khó khăn khi đây là những cái đợt sinh viên đầu tiên, những khóa sinh viên Ấn Độ đầu tiên đến học tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Về mặt thuận lợi, đó là sinh viên nước ngoài họ rất là tích cực trong việc giao tiếp với lại thầy cô, cũng như là giao tiếp với lại các môi trường xung quanh, bệnh nhân hay là bạn bè hay là các bạn sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên thì cái hạn chế nổi bật của các bạn đó là do các bạn ở Việt Nam cũng chưa quá lâu, tầm khoảng 2 năm, 3 năm thôi. Mặc dù các bạn đã được giảng dạy về môn tiếng Việt tại Trường Đại học Y Dược, tuy nhiên thì cũng còn một số hạn chế khi mà sử dụng tiếng Việt trong việc giao tiếp với bệnh nhân. Khi mới đến đây, tôi đã gặp phải rào cản ngôn ngữ. Tôi phải đối mặt với sự khác biệt về văn hóa. Nhưng sau đó tôi đã vượt qua nó bằng cách giao lưu với sinh viên địa phương và giao lưu với các giảng viên khác nhau đang giúp tôi học ngôn ngữ. Trường đại học có dạy ngôn ngữ, có giảng viên dạy tiếng Việt và họ liên kết với các giảng viên dạy chuyên môn khác để giúp chúng tôi học tiếng Việt. Bên cạnh tổ chức dạy tiếng Việt trong chương trình đào tạo chính thức, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ còn có các hoạt động ngoại khóa để tăng cường kỹ năng nói tiếng Việt cho sinh viên quốc tế. Các hội thảo sinh hoạt chuyên đề về văn hóa Việt Nam được sinh viên quốc tế quan tâm tham dự. Trường đại học tổ chức nhiều loại sự kiện khác nhau để chúng tôi giải tỏa tâm trí khỏi việc học. Chúng tôi tham gia nhiều câu lạc bộ thể thao, hoạt động nghệ thuật khác nhau. Vì vậy, không chỉ là học tập mà còn là môi trường hoàn toàn thú vị đối với chúng tôi. Các sinh viên Việt Nam rất hữu ích, họ rất lịch sự và bất cứ khi nào tôi nhờ bạn bè giúp đỡ, họ luôn sẵn sàng. Ngoài thời gian học tại giảng đường và đi thực hành lâm sàng tại các bệnh viện, các bạn sinh viên Ấn Độ thường dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và học nhóm tại thư viện nhà trường. Tại đây, có nhiều khu chức năng đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập và nghiên cứu của các em. Trong đó có phòng sách ngoại văn dành riêng cho du học sinh quốc tế. Các phòng học nhóm đảm bảo sự riêng tư cho các em nghiên cứu và thảo luận. Có thể thấy, các sinh viên Ấn Độ khá chủ động trong việc học. My name is Raj. Tôi tên là Raj, sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trường có khuôn viên khá lớn, có đầy đủ các tiện nghi như thư viện,
phòng thí nghiệm cho tất cả các môn học. Trường cũng có nhiều khu thể thao như bóng rổ, bóng đá. Chúng tôi có thể chơi vào buổi tối bất cứ khi nào rảnh. Ở Việt Nam, đôi khi là khá nóng đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi đang dần thích nghi với bầu không khí này. Đối với bằng cấp đó thì mình đang dạy cái chương trình mà được nhà nước Việt Nam công nhận. Thì đối với sinh viên Ấn Độ đã tốt nghiệp bác sĩ ở Việt Nam rồi, nếu mà trở về nước thì ở bên Ấn Độ thì họ sẽ có một cái cuộc thi sát hạch, gọi là thi kiểm tra cái sát hạch đầu vào lại. Những cái điều kiện trong cái chương trình mình thì đã được đối chiếu với chương trình của Ấn Độ thì đều đạt hết, nhưng mà họ có thêm một cái cuộc thi sát hạch đầu vào giống như bên Việt Nam, là mình kiểm tra để mình cấp cái chứng chỉ hành nghề đó. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có bề dày gần 45 năm phát triển, là nơi đào tạo một lượng lớn sinh viên Ấn Độ. Công tác này mở ra cơ hội để nhà trường đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, thu hút sinh viên các nước đến học tập. Chương trình đào tạo quốc tế còn tác động tích cực đến sự phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất của trường, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa sinh viên nước ngoài với sinh viên Việt Nam cũng như với người dân địa phương. Hơn 2 năm qua, người dân nơi đây quen mặt nhiều sinh viên Ấn Độ đến học tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Các sinh viên Ấn Độ dần hòa nhập với môi trường học tập cũng như môi trường sống mới, tạo nên một sự giao lưu văn hóa thú vị cho vùng đất Tây Đô năng động và hội nhập. Hiện nay, 10 trên 13 tỉnh, thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long có trường đại học. Ngày càng nhiều sinh viên quốc tế đến đây học tập và nghiên cứu, đã mở ra nhiều triển vọng mới cho vùng đất từng được xem là vùng trũng về giáo dục. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long vẫn cần nhiều hơn nữa sự quan tâm đầu tư của trung ương và các cấp các ngành để đưa giáo dục đào tạo phát triển ngang tầm với các ngành kinh tế trong giai đoạn mới.